sắp ra mắt có thể được trang bị ống kính tiềm vọng theo các tin đồn mới nhất loạt Galaxy S 11 của Samsung sẽ được ra mắt cùng chiếc Galaxy Fold thế hệ thứ hai vào ngày 18 tháng 2 tới tại San Francisco không giống như Galaxy Fold có giá đắt 2.000 đô la Mỹ và gập theo chiều dọc Galaxy Fold 2 có giá rẻ hơn với chỉ 840 đô la Mỹ và gập màn hình theo trục ngang đối với loạt Galaxy S 11 một lần nữa chúng ta sẽ thấy ba biến thể khác nhau Galaxy S 11e Galaxy S 11 và Galaxy S 11+ Cuộc đua camera trên smartphone tiếp tục là một cuộc chiến khốc liệt. Với việc Apple đưa khả năng chụp ảnh của iPhone lên tầm cao mới năm vừa qua, Samsung dự kiến sẽ có đáp trả bằng công nghệ zoom mới cho các flagship của mình trong năm tới. Với việc sử dụng mô-đun zoom quang kính tiềm vọng cho Galaxy S11+, theo đó, Galaxy S11+ sẽ được trang bị một ống kính tele hỗ trợ zoom quang 2x, trong khi chiếc còn lại là kính tiềm vọng cho khả năng zoom quang 5x, kết hợp với cảm biến 108 megapixel Galaxy S11 cộng có thể tạo ra khả năng zoom lai lên tới 50x và zoom kỹ thuật số 100x. Tính năng này được đồn đoán sẽ mang tên Space Zoom. Thông tin này cũng từng được nguồn tin dò dỉ đáng tin cậy Ice Universe tiết lộ trước đây. Tin đồn này hoàn toàn có cơ sở khi hồi đầu năm nay Samsung đã mua lại Co công ty từng bắt tay với Oppo phát triển công nghệ zoom kính tiềm vọng với giá khoảng 150 đến 160 triệu đô la Mỹ.